lý do tại sao mà trong cái giai đoạn 3 này đối tượng này là nó mờ mờ kiểu này, màu mờ xám xám kiểu này, anh chàng này lại là màu đen nét đứt, anh này lại là màu xanh nét đứt. Cái chuyện đó là nó do chúng ta khống chế những thầy hết. Ở trong debit nó rất là mạnh chuyện đó, cho nên là mới dùng cái face đây này nhìn vô mới nói là face filter. Nó nói giả sử tôi đang nhìn ở đây là giai đoạn 3 show on, đúng không, thấy hết ở trong giai đoạn 3 chỗ này nè, show on. Bây giờ nếu mà giai đoạn 3 là cho hiện hết trong giai đoạn 3 thì bấm vô đó mới nói là nhìn vô face filter bên này nó nè. Bây giờ mình đứng mình giai đoạn mình quan sát ở giai đoạn nào, anh em biết là lý do tại sao mà các đơn vị mà họ khi mà họ phối hợp vô họ làm họ gặp rất là khó khăn. Từ kiến trúc đến cấu cơ điện phối hợp lại là một là quy trình, hai nữa là do không biết đối tượng nó tại sao nó ra màu đó, nó ra bản vẽ không đúng ý họ thôi. Thế thì bây giờ là face filter là như vậy, bây giờ tôi đang đứng ở giai đoạn 3 thì nó có bốn đối tượng, mà tùy theo cái giai đoạn chúng ta quan sát, chúng ta đứng ở giai đoạn nào mà đối tượng nào nó có new, tức là đối tượng được mới làm trong giai đoạn đó. Setting là đối tượng nào làm trước cái giai đoạn mà chúng ta đang quan sát, ví dụ đứng ở giai đoạn 3 thì đối tượng giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà làm rồi mà vẫn còn sống đó, không bị phá bỏ thì là đó. Demolish tức là đối tượng bị phá bỏ trong giai đoạn mà chúng ta quan sát. Và temporary tức là đối tượng tạm là đối tượng mà chúng ta sinh ra và mất đi trong giai đoạn đó. Như vậy thì trong đó nó mới nói là bây giờ anh có thể tạo mới các cái filter ở đây để anh có quyền lọc lựa. Tôi nói vậy, tôi lọc lựa là tôi nói là cái đối tượng nào đó hiển thị theo ý của tôi muốn. Cái chỗ này anh em phải hết sức là quan tâm, mà về nếu mà muốn làm nghiêm túc là phải về nhà quan tâm nó, nghiền ngẫm nó. Ví dụ như trong trường hợp là nó nói đây nè, trong trường hợp là show on thì tất cả những đối tượng này có hiện không? Nó có. Đối tượng new là được hiển thị by category, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ hiển thị mặc định theo cái offset style của họ. Có nghĩa là đối tượng nào mà để là by category tức là đối tượng nó sẽ được hiển thị mặc định theo cái offset style mà bữa trước chúng ta quy định ở đây. Màu sắc đường nét nó là đây. Tôi chưa giải thích cho anh em, lát nữa chúng ta giải thích là 1 là mấy ly và 16 là mấy ly. Đó. Như vậy thì cái đối tượng nào mà nằm ở chỗ này facing, tức là đối tượng new, cái nào được tạo ra trong giai đoạn 3, đối tượng là new là by category, và by category tức là nó được quy định ở trong cái object style bên kia. Cái đối tượng nào existing overridden, tức là đối tượng đó được ghi đè thông số, được chỉnh sửa thông số, thì quay qua bên này mới nói nè, existing mà overridden là chưa, thì cái màu của nó anh em mình dung nghiệp đúng không, existing thì vô đây nó là đối tượng, đó là đối tượng mà màu đó là đây. Giờ tôi nói existing là đâu rồi, cái này existing không, thấy xám này không, đúng không, có đối tượng nào được làm trong giai đoạn 3 không? Nó có nhưng mà nó bị phá bỏ luôn đấy. Đây vậy thì anh nào mà existing thì anh chuyển cái màu nó ra thành cái màu xanh này cho tôi, đường nét khác cũng được, nó ra đó, anh em thấy nó ra nét không, nó ra xanh không? Rồi chưa? Như vậy thì tại sao đối tượng này bây giờ nó nhìn vô đây nè, mới nói là lát nữa mới nhìn mình làm cái nào. Cái đối tượng tôi đang new show on existing là overridden, demolish cũng là overridden. Nó dạ demolish mà anh overridden của nó đó. Thì chỗ này là process and cut anh em, nhìn 3D rồi process and cut. Process là chắc luôn á. Nó có cách chủng gì đâu. Demolish thì chú đó không phải là màu đen nét đứt nữa, mà chú đó chắc chắn là màu tím. Đó, nét gì đó mà cho nó dày lên một chút xíu. Và dạng đường ở đây, anh em đổi dạng đường khác thì mới nhìn thấy nó đây nè. Hình dung kịp không? Tức là đối tượng nó hoàn toàn là do chúng ta khống chế. Vậy thì tại sao anh chàng này ra màu xanh đen? Nó ra màu xanh đen. Xanh đen thì mới nhìn vô trong này mới nói là cái đối tượng nào mà đang show on này nè, mà đối tượng nào là demolish là nãy mình đã chỉnh ở đây rồi. Còn đối tượng mà temporary thì cũng là overridden. Thì temporary và overridden nó là dạng này, tôi mới nói là tôi chỉnh ngay đây chứ tôi không chỉnh đây, đúng không? Là lý do tại sao tôi nói anh chàng đó sẽ ra cái màu gì đây. Bây giờ tôi đổi nó ra màu cam đi, nét nó dày lên một chút xíu, ví dụ nét số 3. Ở đây mình dung kịp không? Như vậy thì tùy theo cái tiến độ thi công mà có thể là tôi sẽ tổ chức là sắp xếp làm sao mà cái màu đối tượng này nó theo ý tôi muốn. Như vậy thì bây giờ nếu mà tôi đổi qua ở đây nè, show. Bây giờ anh em mới nói bây giờ là show complete. Cuối cùng xây đã là tháo. Thì nó còn đúng cái này không? Bởi vì show complete nó quyết định ở đây nè. Show complete thì đối tượng, mấy cái đối tượng này có hiện không? Không. Anh em đổi là dĩ nhiên là được đó, không đổi không ấy hết. New và existing có tồn tại không?
Có không? Có. Mà by category tức là đã được quy định ở trong kia rồi, nó ra bảo đảm nó là màu đen. Nhưng mà trong trường hợp anh em nói là sold, demoed, new có nghĩa là sao? Là những đối tượng bị phá bỏ và tạo mới trong giai đoạn đó. Bây giờ tôi nói giai đoạn 3 là sold, demoed, new. Những cái đối tượng bị phá bỏ và tạo mới trong giai đoạn 3. Phá bỏ và tạo mới đâu thì vô đây nhìn mới nói nè. Sold, demoed, new. New có không? Có. Existing không có. Demolish thì có, temporary thì có. Mà demolish với temporary, demolish với temporary là đây. Một cái màu tím, một cái màu cam. Anh em thấy nó ra ra dòng màu giống vậy. Thì đó là những đối tượng mà nói. Bây giờ anh show cho tôi là show new, đồ mới làm trong giai đoạn 3 này thôi. Tại sao? Nó không có gì hết. Nó có nhưng mà nó bị gỡ bỏ luôn rồi, nó thành đối tượng tem rồi. Anh mới nói ok, bây giờ anh làm cái này ra đây, nói là previous and demo. Tức là những đối tượng mà trước giai đoạn 3 và bị phá bỏ trong giai đoạn 3 đó. Và trước giai đoạn 3 là những cái đối tượng này. Vậy anh em mục tiêu là bây giờ làm sao? Làm sao hiểu được và khống chế đối tượng nó theo màu sắc theo ý mình muốn, để sau này mình chạy tiến độ, bản vẽ nó sẽ mình xuất theo tiến độ, và bản bốc khối lượng cũng sẽ tiến độ theo tiến độ luôn. Để anh em hiểu là cho đó chưa? Ok, nếu mà hiểu thì làm lại rà lại đồng số, chỉnh coi nó có đúng ý mình hay không.